Các bạn có nhìn được màn hình thầy chia sẻ bài giảng lên trên điện thoại của bạn không? Rồi, ok, về chúng ta tắt mic và bật cam để chúng ta vào tiết học nhé. Chào các bạn học sinh lớp 8D, mời các bạn trở lại lớp học để chúng ta tiếp tục chương trình học sinh học lớp 8. Ở các bài học trước các em đang học về sinh sản, chủ đề về sinh sản, cơ quan sinh dục ở người. Tiết học trước chúng ta học về thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của bào thai. Bài học hôm trước cung cấp chúng ta cơ sở lý thuyết để sang bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu rõ hơn về cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai ở người. Đây là một bài học có nội dung quan trọng nhằm trang bị cho các em học sinh ở tuổi vị thành niên chúng ta một số kiến thức về tránh thai cũng như là kỹ năng sống phục vụ cho cuộc sống sau này của các bạn. Các bạn vào tiết này, tiết 65. Hôm nay chúng ta sang tiết 66, cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai. Các bạn có biết cái biển báo cấm ở trên màn hình có ý nghĩa là gì không? À, đây là biển báo, nó giống như biển báo giao thông chúng ta hay gặp ở trên đường đi tham gia giao thông. Thì đây là biển báo cấm, tức là chống chỉ định là không ăn, không uống trong giờ học, nhất là trong cái tiết học này chúng ta tránh ăn uống. Các bạn thân mến, việc sinh sản sinh đẻ là một hoạt động tự nhiên của người. Hàng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều các cái panel áp phích ở trên đường tuyên truyền giáo dục về sinh sản, sức khỏe sinh sản. Chúng ta thấy có một số biển. Chỉ đẻ một hoặc hai con, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, thì dù gái hay trai chỉ hai là đủ, vân vân. Tuy nhiên hiện nay thì cái khẩu hiệu tuyên truyền về sinh đẻ kế hoạch nó có sự thay đổi, nó không phải chỉ đẻ một hai con nữa, mà bây giờ mục tiêu là cần phải kết hôn đúng độ tuổi, tránh kết hôn muộn và sinh con sớm, sinh đủ hai con. Trước đây thì nói là sinh từ 1 đến 2 con, bây giờ thì khuyến cáo các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con để chúng ta đảm bảo cái quy mô và cơ cấu dân số, đảm bảo sự thay thế dân số trẻ già hợp lý. Vì hiện nay chúng ta nước ta cũng đang bước vào giai đoạn già hóa dân số và cái tỷ lệ sinh thay thế nhất là các đô thị là không đảm bảo. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do nhiều người hiện nay là ngại việc kết hôn. Kết hôn rất muộn, rất muộn. Trước đây thì độ 20 năm trước thì cái việc kết hôn sau tuổi 30 là rất hiếm. Nhưng bây giờ thì cái việc kết hôn sau tuổi 30 khá phổ biến, khá phổ biến. Thậm chí nhiều người chọn không kết hôn. Hoặc là kết hôn xong vì nhiều lý do, rồi áp lực cuộc sống, công việc, kinh tế, nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh một con, thậm chí là còn không sinh con. Đấy là một việc nó cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước sau này.
Và theo dự đoán thì dân số Việt Nam năm 2020, thực tế thì năm 2020 đã qua, hiện nay chúng ta 21, dân số nước ta hiện nay đã hơn 100 triệu người. Với cái dân số gia tăng như vậy thì cái sức ép đối với môi trường sống là rất lớn. Ở trong môn địa lý các em học thì chúng ta hiểu về cái sức ép của dân số đối với môi trường. Một nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu mà được đưa ra đó là cái ảnh hưởng của gia tăng dân số và trình độ dân trí của nhân dân với việc khai thác sử dụng tài nguyên động thực vật và khả năng đáp ứng của chúng đối với con người. Đây là cái nội dung mà chúng ta có thể tham khảo. Các em quan sát hai hình ảnh ở trên màn hình. Hai hình ảnh này cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy đây là cái hậu quả của việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, dẫn đến những việc mang thai ngoài ý muốn. Ở bên trái chúng ta nhìn thấy hình ảnh, đây là một bà mẹ, đúng ra là một em bé ở tuổi vị thành niên, mới 16 tuổi nhưng đã sinh con. Và bên phải chúng ta thấy những bé cha bé mà bị sinh gọi là đẻ non ấy, thiếu tháng thì tỷ lệ bị chết là rất cao. Vậy thì nếu như mà người phụ nữ mang thai nhưng lại chưa muốn sinh con thì họ thường làm gì? Họ thường làm gì? Chúng ta nhìn trên hình ảnh, đó là việc nạo phá thai. Đây, chúng ta cùng theo dõi để nắm một cái thông tin. Theo thống kê của Hiệp hội Kế hoạch Gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15 đến 19, tức là tuổi vị thành niên, tuổi học sinh và sinh viên. Trong đó có đến 70%, tức là khoảng 2 phần 3 là học sinh hoặc sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế người ta thống kê ở cái lứa tuổi này. Là tất nhiên còn những lứa tuổi ngoài tuổi này đã không đi học nữa, nhưng cứ 3 ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên này thì có 2 ca là học sinh hoặc sinh viên. Cái điều này phản ánh cái gì? Phản ánh là cái việc vị thành niên, học sinh, sinh viên chúng ta rất thiếu kiến thức và kỹ năng sống, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Trong đó có các biện pháp tránh thai. Đây là một kỷ lục không lấy làm gì làm tự hào. Không lấy gì làm tự hào của nước ta. Nước ta có tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên đứng ở vị trí số 1 của khu vực Đông Nam châu Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Đây, chúng ta xem một số hình ảnh về việc nạo phá thai mà các bác sĩ người ta phải tiến hành. Nạo phá thai. Thai tuần tuổi nhỏ thì nạo phá thai nó sẽ dễ hơn là thai lớn, và nếu thai quá lớn thì không thể nạo phá thai.
ở bệnh viện người ta có những quy định về việc nạo phá thai ở cái tuần tuổi nào thì mới được thực hiện, còn nếu như nó quá lớn thì nó đã có cái gọi là cái sinh mạng thì người ta sẽ không tiến hành phá thai. Vậy thì có những trường hợp học sinh sinh viên mang thai trong trường hợp này không thể sinh con, để sinh con thì họ sẽ đi nạo phá thai chui và để lại những hậu quả rất là ghê gớm. Đây, chúng ta xem hình ảnh rất kinh khủng. Đó, những hình ảnh cái thai nhi được nạn lấy ra ngoài. Như vậy với để tránh những cái hậu quả đáng tiếc thì mỗi chúng ta cần có những hành động, có những suy nghĩ vì hạnh phúc của bản thân và vì mọi người. Vậy thì để tránh cái việc mà mang thai ngoài ý muốn dẫn đến cái việc mà phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, nhất là ở tuổi vị thành niên học sinh sinh viên và những cặp vợ chồng khi kết hôn mà chưa muốn sinh con cũng tránh để việc nạo phá thai. Bởi vì cái việc nạo phá thai nhất là cái lứa tuổi học sinh sinh viên thì khi chưa kết hôn để xảy ra có thai thì dẫn đến là việc nạo phá thai. Nạo phá thai như thế thì nhiều trường hợp là không đến các cơ sở y tế của nhà nước, các bệnh viện lớn để thực hiện. Mà có những người đi thực hiện nạo phá thai chui, tức là đi đi làm tư ở những cơ sở không đảm bảo thì cái nguy cơ vô sinh rất là cao. Bởi vì khi nạo phá thai này thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái niêm mạc của tử cung, cái độ bám của niêm mạc tử cung nó sẽ giảm đi, tức là nếu như nạo phá thai nhiều lần như vậy thì nó bị trơn trượt đi thì cái nguy cơ bị sau này mang thai, những người phụ nữ này khi kết hôn mang thai muốn có con thì sẽ khó, rất hay xảy ra hiện tượng bị sảy thai. Và có những trường hợp bị viêm nhiễm khi nạo phá thai phải cắt bỏ cả hai bên buồng trứng, đồng nghĩa việc là sẽ không có cơ hội làm mẹ sau này khi kết hôn, để lại những hậu quả, những hệ lụy rất là đáng tiếc. Chính vì vậy mà ngay từ lứa tuổi học sinh chúng ta cần phải được trang bị những kiến thức về các biện pháp tránh thai. Thì trong bài học này thầy sẽ giới thiệu các bạn một số cái biện pháp tránh thai, cái cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. Vì không học, không có kiến thức và kỹ năng sống, thậm chí có nhiều người còn truyền đạt cho nhau rồi dỉ tai nhau những biện pháp tránh thai mà nghe qua là các bác sĩ người ta phải giật mình vì sợ. Thậm chí là trước đây có những bạn sinh viên còn dỉ tai nhau cái tránh thai là sau khi có quan hệ xong là đi nhảy dây, không hiểu là học ở đâu, rất nguy hiểm. Vậy thông điệp dành cho lứa tuổi vị thành niên là mỗi vị thành niên chúng ta cần phải hiểu rõ cấu tạo chức năng của các cơ quan sinh dục. Các bạn nữ thì cần nắm rõ cái chu kỳ kinh nguyệt của bản thân. Phải xác định cho mình một mục đích sống rõ ràng, có một lối sống lành mạnh, phấn đấu tu dưỡng, học tập để đạt được mục đích đề ra. Chúng ta cần giữ gìn một tình bạn khác giới trong sáng, lành mạnh. Nói về tình bạn khác giới thì đây là một cái sự phát triển rất bình thường của lứa tuổi vị thành niên, học sinh. Như chúng ta đã học về cái sự phát triển cơ thể ở tuổi dậy thì khi bước vào cuối cấp trung học cơ sở thì hầu hết chúng ta, các bạn đã bước vào dậy thì cả nam và nữ, thì cái nhu cầu kết bạn cùng giới và nhất là bạn khác giới đó là cái việc tự nhiên. Và người ta cũng, các nhà khoa học tâm lý học người ta cũng khảo sát xã hội học thống kê rằng là hầu hết ở tuổi vị thành niên thì sẽ bước vào trải qua một cái gọi mối tình đầu
hay còn gọi mối tình ô mai, mối tình học trò, mối tình tiếp. Thì đa phần các cái mối tình đầu đó nó thường không đi đến hôn nhân. Đa phần, không phải là tất cả, đa phần. Những cái rung động đầu đời của lứa tuổi học sinh thì hầu hết sẽ trải qua giai đoạn trung học cơ sở. Và ở lứa tuổi học sinh đã bước vào tuổi dậy thì tuyệt đối tránh cái quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh. Bởi vì khi chúng ta ở tuổi vị thành niên thì cái sự phát triển thể chất cơ thể nó chưa được hoàn thiện. Nhưng sau khi đã dậy thì rồi thì đồng nghĩa việc là chúng ta hoàn toàn có thể mang thai và sinh con. Trong khi lứa tuổi học sinh chưa phải là lứa tuổi để được sinh con. Pháp luật có quy định. Và một cái nữa là cái quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên này là vi phạm quy định của pháp luật, luật hình sự đấy. Hình sự. Đó. Hình sự quy định rõ nếu như mà người nào có quan hệ tình dục với vị thành niên dưới 16 tuổi là đều có thể bị đi tù, đi tù. Đi tù. Kể cả là yêu nhau đồng thuận. Thực tế là cũng đã có. Bạn Quân cứ từ từ. Thực tế là có nhiều những trường hợp là quen biết trên Facebook, có những người trưởng thành là quen biết trên Facebook. Rồi có những bạn nữ có sự phát triển thể chất lớn, trưởng thành nhưng mà tuổi thì vẫn còn nhỏ. Nhưng mà khi có quan hệ yêu đương và xảy ra quan hệ tình dục và gia đình biết và báo công an và bắt những trường hợp đó là đi tù. Hay ở trên miền núi cứ có những trường hợp là kết hôn với vị thành niên. Đó. Trên miền núi người ta không quan tâm cái này. Nhưng mà khi đi ra ủy ban xã khi sinh con, ra ủy ban xã để làm giấy khai sinh, thì người ta thấy khi tuổi của mẹ của đứa bé, mẹ của đứa bé là 16 tuổi. Thế có nghĩa là người ta sẽ tính là như vậy 9 tháng 10 ngày thì đứa trẻ này mới chào đời, đúng không? Thế thì người ta tính như vậy là cái người bố này là đã quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên khi chưa đủ 16 tuổi. Thế là bị đi tù. Những cái sự việc hết sức trơ trêu như vậy. Là đồng bào dân tộc thì người ta cho kết hôn sớm. Chưa được đăng ký kết hôn nhưng lại khi đi làm giấy khai sinh bị phát hiện ra này. Rất là nhiều vấn đề. Không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tránh xem các băng hình, sách báo có nội dung không lành mạnh. Các bạn xem lại về cái quá trình thụ tinh và thụ thai, những hình ảnh ở đây. Các bạn nhớ lại những điều kiện để thụ tinh là gì? À, bạn Quân nhắc lại cái điều kiện thụ tinh là gì? Bạn Quân có biết không? Bạn Huyền hả? Rồi, chúng ta chú ý ở đây điều kiện thụ tinh đó là trứng và tinh trùng phải gặp được nhau và gặp nhau ở 1/3 phía đầu của ống dẫn trứng. Đấy là điều kiện bắt buộc là nó phải gặp nhau và gặp ở tại cái vị trí đó. Chứ còn nếu gặp nhau mà đã đi vào trứng đã di chuyển vào gần phía tử cung thì gặp nhau trong đó nó không có tác dụng thụ tinh được nữa. Còn điều kiện để thụ thai là gì? Đó là trứng sau khi được thụ tinh tạo thành hợp tử thì phải được di chuyển vào trong tử cung và phát triển thành phôi, cái phôi này phải làm tổ bám được ở trên niêm mạc của tử cung đấy nhá. Bám tử cung. Thế thì để tránh thai, tức là để cho bào thai không phát triển và hình thành được cái thai nhi,
là gì? Thế thì cái nguyên tắc của nó ở đây sẽ là gì? Qua việc học và tìm hiểu về quá trình thụ tinh và thụ thai, thế thì cái nguyên tắc của việc tránh thai đây sẽ là gì? Bạn Phương này. Để tránh thai thì người ta dựa trên cái nguyên tắc đó là ngăn cản cái quá trình thụ tinh hoặc ngăn cản cái quá trình thụ thai. Thì đây, thứ nhất là ngăn cản cái quá trình thụ tinh, thế thì ngăn không cho trứng chín vào rụng. Trứng không chín vào rụng thì sẽ không thể thụ tinh được. Đó. Ngăn trứng chín vào rụng. Cái thứ hai là ngăn cho cái sự gặp gỡ tinh trùng không gặp được trứng. Tinh trùng không gặp được trứng. Tức là cái quá trình quan hệ tình dục đó, có nhưng người ta vẫn ngăn cản cái quá trình này. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng. Cái thứ hai là người ta ngăn cản quá trình thụ thai, tức là quá trình thụ tinh xảy ra rồi nhưng ngăn không cho thụ thai. Là chống cái sự lạc tổ, không cho cái hợp tử, cái phôi này có thể làm tổ ở trong tử cung. Đây, các bạn có thể theo dõi hình ảnh một số biện pháp tránh thai được dùng phổ biến hiện nay. Biện pháp thứ nhất là người ta cấy cái que ngừa thai ở dưới da của phụ nữ. Cấy que ngừa thai. Biện pháp thứ hai là sử dụng thuốc tránh thai. À, thuốc tránh thai này nó có tác dụng như cái hormone của thể vàng, progesterone, để ngăn cản cái tuyến yên, thúc đẩy cái sự trứng chín và rụng. Như vậy thì khi sử dụng cái viên thuốc tránh thai thì trứng sẽ không chín và rụng nữa. Do đó mà cái dù có cái quá trình quan hệ tình dục xảy ra thì cũng không thể thụ tinh được. Một cái thuốc tránh thai gọi là thuốc tránh thai khẩn cấp ấy, vị một viên, thì đây nhiều người, nhất là những vị thành niên và sinh viên, nhất là sinh viên, là hay sử dụng có nhầm tưởng là thuốc tránh thai khẩn cấp là một biện pháp tránh thai, nhưng không phải. Lưu ý các bạn, cái bản chất của thuốc tránh thai khẩn cấp đó là nó có chứa một cái hàm lượng hormone ngăn cản cái tác động của trứng chín và rụng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với thuốc tránh thai hàng ngày ấy. Do đó cái người ta đã dùng cái từ khẩn cấp, tức là những trường hợp rất nguy cấp người ta mới phải sử dụng. Đó là gì? Khi những trường hợp này, một là quan hệ tình dục không an toàn, không sử dụng các biện pháp tránh thai, dẫn đến nguy cơ rất lớn là mang thai và chưa muốn sinh con, thì người ta sau khi quan hệ tình dục người ta uống cái viên thuốc tránh thai này thì nó sẽ không không thể có thai được, không thể có thai được nữa. Nhưng đây không phải là một biện pháp tránh thai mà dùng trong trường hợp khẩn cấp. Người ta cũng có cái quy định ở các nhà thuốc, bác sĩ người ta quy định hướng dẫn là không được dùng quá nhiều viên tránh thai khẩn cấp trong một thời gian ngắn, trong một tháng. Đó. Vì nếu lạm dụng cái thuốc tránh thai khẩn cấp này để sử dụng thì dẫn đến hậu quả là nhiều người sẽ bị vô sinh vì cái hormone này nó có hàm lượng hormone rất lớn, nó tác động gây ra vô sinh. Này, viên uống sau khi quan hệ tình không an toàn. Một cái biện pháp nữa đó là biện pháp tính chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Thì ở bài trước chúng ta đã học về chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thì trứng chín và rụng thì sau 14 ngày khi trứng chín mà không được thụ tinh thì chính là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, tức là ngày hành kinh đầu tiên. Và lượng kinh nguyệt nó ra giảm dần từ ngày thứ nhất và nhiều nhất cũng chỉ đến ngày thứ bảy là nó sẽ hết hết kinh nguyệt, đây những ngày hành kinh.
Sau đó thì trong vòng 2 tuần, đây là thời điểm mà thường là trứng chín và rụng. Do đó thời điểm này là thời điểm dễ có thai nhất khi những người phụ nữ có quan hệ tình dục ở thời điểm này. Còn những thời điểm mà trước khi hành kinh khoảng 1 tuần thì là những ngày ít có khả năng thụ thai nhất, bởi vì những ngày này là trứng đã di chuyển vào trong tử cung rồi. Một cái biện pháp nữa là sử dụng bao cao su. Thì bao cao su nó như là một cái túi, túi để đựng tinh dịch và trong đó có tinh trùng khi quan hệ tình dục. Vì thế, nếu như bao cao su mà có đảm bảo chất lượng thì cái quan hệ tình dục sẽ ngăn cản hoàn toàn cái việc tinh trùng tiếp xúc được với trứng. Ngoài ra thì bao cao su còn có tác dụng là để phòng ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục. Thì ở những bài sau học về bệnh tình dục thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Những biện pháp trên thì nó cũng vẫn có xác suất xảy ra có thai nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng vẫn có. Còn biện pháp tiếp theo nữa, biện pháp có thể nói là rất khá là triệt để, đó là triệt sản. Triệt sản thì triệt sản ở đây là cả nam và nữ. Triệt sản nữ nhìn hình ảnh, triệt sản tức là gì? Tức là người ta cắt hoặc thắt cái vòi trứng để ngăn cản cái việc trứng và tinh trùng gặp nhau. Ở đây nếu như mà thắt thì sau này có thể tháo ra được để tiếp tục có thai. Còn nếu như mà cắt hẳn thì là thôi, không sinh sản nữa, nghỉ. Tương tự là triệt sản nam, là cắt ống dẫn tinh. Đấy, triệt sản nam nhiều người không hiểu, nghĩ rằng triệt sản là đi thiến đi hoạn như kiểu thái giám, không phải. Hiểu như thế không đúng. Triệt sản nam tức là người ta làm gì? Đến các bác sĩ, người ta tiến hành buộc cái ống dẫn tinh để làm gì? Để ngăn cản cái sự di chuyển của tinh trùng vào trong tinh dịch. Như vậy thì khi mà có quan hệ tình dục hoặc khi hưng phấn lên thì cái việc xuất tinh vẫn cứ xảy ra bình thường của những người triệt sản nam. Tuy nhiên thì trong cái tinh dịch đó nó không có tinh trùng, không tinh trùng. Do đó mà không thể xảy ra quá trình thụ tinh và thụ thai được. Một cái biện pháp nữa, biện pháp này là sử dụng đối với phụ nữ, đó là đặt vòng tránh thai, đặt vòng. Thì người ta sử dụng một cái vòng có thể số 8 hoặc chữ T. Trước đây thì làm bằng kim loại, bây giờ có thể làm bằng nhựa tổng hợp để nó tạo ra cái vật cản ở trong tử cung của phụ nữ, để khi mà cái hợp tử phát triển thành phôi di chuyển vào trong tử cung thì nó định làm tổ bám ở trên niêm mạc tử cung, thì nó gặp cái vòng tránh thai thì nó không thể bám được vào đó nữa, do vậy nó sẽ bị trôi ra ngoài. Tức là quá trình thụ thai tinh đã xảy ra rồi nhưng không thụ thai được, nên không hình thành được thai nhi. Một cái phương pháp nữa áp dụng đối với nhiều cặp vợ chồng, sinh con kết hôn thì người ta tránh thai bằng phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo. Tức là người ta không muốn phụ nữ, thì nhiều người có những biện pháp thì nó phù hợp với người này, không phù hợp với người khác. Có những người không đặt vòng được, khi đặt vào thì nó cứ bị đau bụng rồi là kinh nguyệt nó rối loạn các thứ, người ta không thể vòng được. Rồi có những người không sử dụng biện pháp bằng viên uống tránh thai hàng ngày được, vì uống vào nó thay đổi nội tiết tố rồi nó có những cái phản ứng phụ thì người ta không sử dụng. Hoặc nam giới không muốn dùng biện pháp dùng bao cao su thì có thể người ta dùng tức là tránh thai
tránh xuất tinh ngoài âm đạo, là khi chuẩn bị xuất tinh là người ta sẽ đưa ra ngoài, bật ra ngoài, không để trong âm đạo để ngăn cản. Như vậy đây chúng ta có thể theo dõi bảng thống kê các phương tiện sử dụng để tránh thai. Thì mỗi phương tiện tránh thai, mỗi biện pháp tránh thai nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Đó. Như thuốc tránh thai thì dùng khá hiệu quả, khoe cấy ngửa thai thì nó cái biện pháp khá là đắt tiền, tốn kém về kinh tế. Ngăn dùng bao cao su triệt sạn dùng vòng tránh thai. Đặt vòng thì nó có thể gây ra một số cái bệnh, một số cái bệnh và có thể đặt vòng để vòng nâu thì cái nguy cơ của nó là có thể bị viêm nhiễm tử cung hoặc ung thư tử cung, nên nhiều người không sử dụng. Như vậy mục tiêu của việc học tập và giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên đó là các em học sinh chúng ta cần lưu ý sự phát triển của giới tính, đặc biệt là phát triển của hormone giới tính đã tác động đến cái tâm lý của tuổi vị thành niên. Nó thúc đẩy những cái xao động, những xúc động về mặt tâm lý, về mặt tình cảm. Vì vậy, cái rung động đầu đời trước bạn khác giới, những cái tình yêu trong lứa tuổi vị thành niên và trong cái tình yêu của tuổi vị thành niên, nó cũng có những cái đặc trưng của tình yêu của trưởng thành, đó là cái nhu cầu ham muốn về mặt thể xác, ham muốn tình dục là một quy luật tất yếu của sinh vật, của con người. Nhưng người ấy cũng lưu ý là không phải cứ có tình yêu, cứ những người có tình yêu là người ta sẽ dẫn đến quan hệ tình dục, và ngược lại cũng không phải là cứ có quan hệ tình dục thì mới là một tình yêu đích thực và chín chắn. Nên sau này lớn lên chúng ta cũng có những cái suy nghĩ nó phù hợp, và người ta cũng khẳng định là cái tình yêu lành mạnh chân chính nó không đòi hỏi là phải tình dục trước hôn nhân, nó không có ràng buộc. Đối với các vị thành niên học sinh chúng ta thì chúng ta chưa nên vội quan hệ tình dục, vì ở tuổi này các bạn chưa trưởng thành về cơ thể, về tâm lý, chưa đủ tự tin về điều kiện kỹ năng sống để có thể tiến tới hôn nhân, và luật pháp cũng chưa cho phép kết hôn, để tránh những hậu quả đáng tiếc, nhất là việc mang thai ngoài ý muốn hoặc có thể bị lây nhiễm những bệnh tình dục HIV/AIDS. Chúng ta tránh quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh, đó là việc chúng ta cần thiết giữ gìn tình bạn trong sáng lành mạnh để không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tập, cũng như cái tương lai của chúng ta sau này nó không bị chặn đứng bởi thiếu hiểu biết và kiến thức sống. Rất nhiều học sinh và sinh viên đã phải rời ghế nhà trường, dừng việc học tập, thậm chí là bị đứt cánh giữa đường cái đường học tập bởi vì cái việc mang thai ngoài ý muốn dẫn đến việc sinh con phải ở nhà. Đối với các bạn sinh, nhất là các bạn nữ, chúng ta cũng cần lưu ý những kỹ năng sống của mình, không đến những nơi nó cảm thấy mình cảm thấy không an toàn, những nơi lạ, những nơi vắng vẻ, những nơi nhiều người xa lạ, chúng ta không hề có sự quen biết, không có khả năng để bảo vệ bản thân mình. Khi đi đâu chúng ta phải có cái thói quen báo với gia đình, người thân đi đâu với ai, bao giờ về, rõ địa điểm thời gian để bố mẹ người thân có thể
nắm bắt được. Hết sức cảnh giác với những người lạ, kể cả cùng giới, kể cả khác giới. Và nhắc lại một lần nữa, nếu như bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, hãy lập thân lập nghiệp trước, chưa nên vội quan hệ tình dục trước hôn nhân và quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên. Và trước khi kết thúc bài học này, thì một thông điệp muốn chia sẻ với các bạn, đó là cuộc đời có thể dù đúng dù sai, nhưng những người mang thai đều là phụ nữ cả. Do đó các bạn nữ cần phải biết bảo vệ mình tốt hơn nữa, tránh mọi nguy cơ cái đối với bản thân. Còn các bạn nam, chúng ta cũng học tập để có kiến thức bảo vệ mình và bảo vệ mọi người, cũng như sau này có một cuộc sống hôn nhân nó